Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 419 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá về kết quả công tác quản lý điều hành giá 9 tháng đầu năm và định hướng công tác quản lý điều hành giá những tháng cuối năm nay. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công Thương theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu theo quy định, có giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu, chuẩn bị các kịch bản ứng phó khi giá thị trường có biến động, bảo đảm hoạt động thông suốt của hệ thống phân phối xăng dầu, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95 năm 2021 và Nghị định số 83 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng các phương án điều chỉnh giá điện theo đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan liên quan đánh giá tác động, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn, mục tiêu kiểm soát lạm phát, thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 25 tháng 10. Chiều ngày 18 tháng 10, Ban chỉ đạo Thành ủy Đà Nẵng về phòng chống tham nhũng tiêu cực tổ chức phiên họp thứ 5 để cho ý kiến một số nội dung và triển khai một số công việc trong thời gian tới. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, trưởng Ban chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực, ghi nhận sự nỗ lực quyết tâm của Ban chỉ đạo, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo và các cơ quan tố tụng cùng các cơ quan có liên quan đã phát hiện nhiều vụ án mới, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực. Đến nay đã hoàn thành kết luận điều tra 6 vụ, truy tố 6 vụ, xét xử 4 vụ. Rất nhiều các kết luận thanh tra kiểm toán tồn đọng nhiều năm đã được thực hiện một cách nghiêm túc và có hiệu quả. Đến nay đã hoàn thành được 9 trên 27 nội dung trong kết luận của Thanh tra Chính phủ, đạt 33%, thực hiện 149 trên 214 kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, đạt gần 70%, đặc biệt là đã giải quyết được 95% các kiến nghị về sử dụng tài chính, giúp công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của thành phố có những bước phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần vào công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng. Công trình xanh, công trình hiệu quả năng lượng đang dần trở thành xu hướng toàn cầu, mang lại nhiều giá trị dài hạn. Vì vậy, các giải pháp cho vấn đề này đang được cộng đồng doanh nghiệp, nhà tạo lập dự án rất quan tâm. Cam kết của Chính phủ, Việt Nam đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050 và quá trình hiện thực hóa cam kết sẽ tạo ra những bước ngoặt đối với nhiều lĩnh vực ngành nghề. Trong đó, lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng đang đứng trước sự lựa chọn và yêu cầu phải thay đổi. Tính đến hết năm 2022, cả nước mới có khoảng 300 công trình được cấp chứng nhận công trình xanh. Nguyên nhân dẫn đến hạn chế về số lượng công trình xanh là do sự e ngại về chi phí và một số yếu tố khác tác động. Bên cạnh những đơn vị đi đầu có đầu tư công nghệ rất bài bản thì có những đơn vị là chưa cải tiến cái công nghệ, rồi chưa sử dụng cái công nghệ và đặc biệt là rất thiếu cái nhân lực để có thể vận hành những cái công nghệ sản xuất ra những vật liệu được cho là xanh. Theo đánh giá của Viện Vật liệu Xây dựng, việc xây dựng công trình xanh không thực sự làm tăng chi phí nếu biết sử dụng vật liệu phù hợp, có phương án tài chính, sử dụng quy mô dự báo vận hành công trình đúng cách. Nhằm tạo điều kiện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo, vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai đã khởi công xây dựng 20 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ dân tại xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai hỗ trợ 800 triệu đồng. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng góp phần giúp 20 hộ nghèo có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, triển khai công việc, bảo đảm theo quy định. Sáng ngày 18 tháng 10, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Văn phòng Đại diện Miền Trung tại thành phố Đà Nẵng. Văn phòng Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Đại diện Miền Trung đặt tại thành phố Đà Nẵng có phạm vi hoạt động từ tỉnh Thanh Hóa đến tỉnh Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên. Văn phòng có chức năng xây dựng mạng lưới hội các cấp trên địa bàn tỉnh, thành phố miền Trung Tây Nguyên, tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn, nâng cao nhận thức về chức năng, nhiệm vụ của hội và giúp các địa phương làm tốt hơn công tác tri ân liệt sĩ, tổ chức thu thập, xử lý và cung cấp thông tin liệt sĩ, thụ lý thông tin về mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin, khớp nối thông tin về thân nhân liệt sĩ, phối hợp hỗ trợ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN và phương pháp thực chứng. Nhân dịp này, hội cũng đã trao quyết định tặng nhà tình nghĩa, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, các thân nhân liệt sĩ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.
Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị biểu dương những phụ nữ tiêu biểu điển hình trên nhiều lĩnh vực. Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ trọng tâm của hội, tạo chuyển biến tích cực trong phong trào phụ nữ trên tất cả lĩnh vực. Cán bộ, hội viên phụ nữ luôn năng động, sáng tạo, tích cực học tập, lao động, sản xuất với nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả. Những đóng góp của hội phụ nữ góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế của tỉnh, chính sách xã hội được triển khai kịp thời, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Tại hội nghị đã có 45 gương mặt điển hình được trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh. 157 cán bộ hội viên được vinh danh vì đã có nhiều đóng góp xuất sắc cho phong trào của hội. Hưởng ứng chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, nhiều sáng kiến của cán bộ đoàn viên người lao động đã mang lại hiệu quả, giúp tăng năng suất lao động và làm lợi hàng chục tỷ đồng cho đơn vị doanh nghiệp của mình. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại tỉnh Thái Nguyên. Trong quá trình lao động sản xuất, anh Cường, kỹ sư cao cấp của công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến khoáng sản núi Pháo đã có sáng kiến giúp thu hồi được 75% lượng wolfram có trong bã khai thác với chi phí tái chế thấp và làm tăng hiệu quả của việc biến tài nguyên mỏ đơn thuần thành sản phẩm có giá trị cao. Sau khi tôi đã tìm tòi, nghiên cứu để tìm ra được phương pháp tái chế bã thì chúng tôi đã thu hồi được lại cả 75% wolfram và đưa lại quá trình sản xuất. Và cái dự án này mang lại lợi nhuận cho công ty khoảng 4 tỷ đồng một năm. Được gọi là cây sáng kiến của công ty cổ phần nhiệt điện An Khánh, anh Đỗ Hoài Linh đã tạo ra 5 sáng kiến kỹ thuật giúp giảm bớt sức lao động con người, nâng cao năng suất và làm lợi cho công ty trên 3,2 tỷ đồng mỗi năm. Mong là trong tương lai thì sẽ có nhiều người hơn, không chỉ có một mình tôi là đóng góp cho những cái sáng kiến giúp cho nhà máy hoạt động tốt hơn, và cũng mong muốn là ban lãnh đạo công ty thì sẽ tạo điều kiện hơn nữa trong quá trình mà thực hiện sáng kiến của các anh chị em. Ban thường vụ Liên đoàn Thái Nguyên sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch để thực hiện tốt cái phong trào thi đua yêu nước trong cả nhiệm kỳ cũng như là hàng năm, mà trọng tâm vẫn là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với cái tinh thần thi đua là yêu nước thì phải thi đua theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Sau hơn 2 năm triển khai, Thái Nguyên đã có gần 20.000 sáng kiến, vượt 22% chỉ tiêu được giao và về sớm hơn kế hoạch 21 ngày với giá trị làm lợi hàng trăm tỷ đồng. Có thể thấy việc triển khai chương trình 1 triệu sáng kiến tại Thái Nguyên đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của đơn vị và địa phương. Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm giá trị cao trong khu vực và phấn đấu giá trị xuất khẩu thuốc sản xuất trong nước đạt khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Đây là thông tin được đưa ra tại Diễn đàn Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế, đổi mới, tiếp cận nâng tầm y tế Việt Nam. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định phê duyệt Chiến lược Quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, trong đó sẽ tập trung phát triển công nghiệp dược, dược liệu, sản xuất trong nước đạt trình độ cao, hướng tới sản xuất thuốc biệt dược gốc, thuốc có dạng bào chế mới, hiện đại, thuốc sinh học, phấn đấu đạt cấp độ 4 theo phân loại đánh giá của WHO. Việt Nam đang được xem là điểm đến hấp dẫn để các tập đoàn dược phẩm đa quốc gia thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh dược phẩm, trong đó bao gồm cả việc thành lập các cơ sở sản xuất thuốc để từ đó xuất khẩu sang các quốc gia khác. Từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận gần 3.500 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 180 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Trước tình hình dịch sốt xuất huyết vẫn đang có xu hướng bùng phát mạnh, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị trong tỉnh triển khai các biện pháp chủ động phòng chống và xử lý các ổ dịch, không để dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát trên địa bàn. Một số địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao như huyện Di Linh 1.080 ca, huyện Đức Trọng 793 ca, huyện Bảo Lâm 464 ca, huyện Đơn Dương 308 ca. Đáng chú ý trong số này có một ca tử vong tại huyện Di Linh.
Trước diễn biến trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị tập trung tổ chức đánh giá tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn, chủ động phòng chống, xử lý triệt để các ổ dịch, không để dịch sốt xuất huyết bùng phát, xác định các hộ gia đình thuộc khu vực có ổ dịch và khu vực có nguy cơ cao để phun hóa chất diệt muỗi chủ động, đồng thời tổ chức tốt thu dung người bệnh, theo dõi chặt chẽ nhóm người có nguy cơ cao như người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai, chuẩn bị sẵn sàng vật tư và thuốc để hạn chế tối đa trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Tại tỉnh Quảng Bình, nhiều hồ đập đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn trong mùa mưa lũ. Trước thực tế đó, tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị địa phương tích cực triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn hồ đập nhằm giảm thiệt hại thấp nhất do mưa lũ gây ra. Hồ Dạ Lam thuộc xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy có dung tích 41.000 mét khối, phục vụ nước tưới sản xuất cho hơn 50 hecta lúa cây trồng trên địa bàn. Sau hơn 30 năm phục vụ sản xuất, đến nay hồ đã xuống cấp nghiêm trọng, van cống không thể đóng mở, đập tràn không thể vận hành, hệ thống thân đập bị thấm, xói lở nhiều đoạn, gây nguy cơ mất an toàn hồ đập khi mùa mưa lũ đến. Qua quá trình thì thời gian cũng đã quá lâu, trên 30 năm, thì hiện nay thì hồ đập là bị xuống cấp là trầm trọng, ảnh hưởng đến là công tác sản xuất. Hai là về vấn đề là coi như là mưa bão. Xin đề nghị cấp trên là cần quan tâm để bà con là đảm bảo đời sống kinh tế là an sinh xã hội được tốt hơn. Tỉnh Quảng Bình có 153 hồ chứa, 193 đập dâng thủy lợi, nhưng đang có 38 hồ chứa xung yếu hư hỏng nghiêm trọng. Hiện đã có 15 công trình hồ đập đang trong quá trình thi công sửa chữa. Trước mùa mưa lũ, chúng tôi đã cho các địa chỉ đạo các địa phương là kiểm tra, ra soát, đánh giá hiện trạng các công trình hồ chứa, để mà đặc biệt là các hồ chứa mà đã hư hỏng xuống cấp ấy, để mà có phương án chủ động phòng chống. Bên cạnh đó là cùng tổ chức là kiểm tra, vận hành thử cả cái trạm bơm tiêu, cống tiêu, rồi cả cái cửa van xả lũ, cả công trình xả lũ để đảm bảo công trình vận hành khi có mưa lũ xảy ra. Để bảo đảm an toàn hồ đập, các đơn vị địa phương tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời điểm mưa lũ, bố trí vật tư, phương tiện để phòng chống lụt bão, kịp thời phát hiện xử lý sự cố, mất an toàn hồ đập, tăng cường theo dõi, cập nhật số liệu thủy văn, quan trắc lượng nước đến hồ chứa để có phương án vận hành. Chuyển sang các tin tức quốc tế, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đến thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên trong khuôn khổ chuyến thăm. Ngoại trưởng Lavrov sẽ có các cuộc gặp với giới chức cấp cao Triều Tiên, thảo luận một loạt các vấn đề quan hệ song phương và vấn đề trên bán đảo Triều Tiên. Chuyến thăm Triều Tiên 2 ngày của Ngoại trưởng Nga Lavrov diễn ra một tháng sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có chuyến công du tới Nga. Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Masego cho biết hai bên đang nỗ lực tái khởi động cơ chế quan hệ kinh tế thương mại. Đầu tuần này, Ngoại trưởng Lavrov đã tháp tùng Tổng thống Nga Putin trong chuyến công du tới Bắc Kinh và có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Hãng tin TASS cho biết Ngoại trưởng Lavrov có thể thông báo ngắn gọn cho phía Triều Tiên về kết quả chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin và thảo luận chi tiết về chuyến thăm Triều Tiên của người đứng đầu nước Nga. Các nhà sản xuất ô tô của Anh đang ngày càng quan ngại khi sắp đến thời điểm áp dụng mức thuế 10% đối với xe ô tô điện vận chuyển giữa nước này và Liên minh châu Âu EU. Dự kiến mỗi xe ô tô điện do Anh sản xuất và được bán trên thị trường châu Âu sẽ đội giá thêm gần 4.400 đô la Mỹ. Theo thỏa thuận giữa Anh và EU, từ tháng 1 năm 2024, xe điện vận chuyển giữa Anh và EU phải chịu mức thuế 10% nếu không đáp ứng được yêu cầu ít nhất 45% giá trị các bộ phận của xe có nguồn gốc từ Anh hoặc EU. Mặc dù Anh đã nỗ lực xây dựng các nhà máy quy mô lớn để sản xuất pin xe điện, song chưa thể đáp ứng được nhu cầu, trong khi đó phần lớn xe điện được sản xuất tại Anh lại sử dụng pin có nguồn gốc Trung Quốc. Các nhà sản xuất ô tô của Anh hy vọng London có thể trì hoãn việc áp dụng mức thuế cho đến năm 2027 thay vì năm 2024. Tuy nhiên, Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách thị trường nội khối Thierry Breton cho rằng không có gì để đàm phán về vấn đề này. Anh là thị trường quan trọng đối với các nhà sản xuất ô tô của châu Âu và ngược lại, EU là thị trường hàng đầu đối với các nhà xuất khẩu xe điện của Anh. Các nhà khoa học Trung Quốc đã hoàn thành bản đồ kỹ thuật số biến đổi gen của cây lúa dựa trên hơn 10.000 mẫu lúa. Đây là công cụ để nghiên cứu sâu hơn về các giống lúa tự nhiên, đặc biệt là các giống quý hiếm.
Viện Gen Nông nghiệp tại Thâm Quyến thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc cho hay, kết quả nghiên cứu mới nhất giống như một bản đồ kỹ thuật số phục vụ cho nghiên cứu về cây lúa, đồng thời đưa ra hướng dẫn rõ ràng về nhân giống cây lúa. Với sự trợ giúp của bản đồ này, các nhà nghiên cứu đã sửa lỗi trong việc phân loại một số giống lúa thuộc nhóm Indica, gạo hạt dài không dính, và Japonica, gạo hạt ngắn và dính. Dựa trên bản đồ, các nhà khoa học cũng thiết lập nền tảng cơ sở dữ liệu trực tuyến cho người dùng toàn cầu, cung cấp các dịch vụ nghiên cứu và khoa học phù hợp cho các nghiên cứu về lúa gạo. Giống lúa tự nhiên cung cấp cơ sở di truyền quan trọng để thực hiện biến đổi gen và nhân giống trong thời kỳ hiện nay. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra ngày hôm nay. Thưa quý vị, nền kinh tế khát vốn nhưng không hấp thụ được vốn. Nhiều doanh nghiệp đói vốn nhưng lâm vào tình thế không thể, không dám và không cần vay vốn. Bài viết trên báo Nhân dân cho rằng đây thật sự là một nghịch cảnh phát triển. Tín dụng chung tính đến cuối tháng 9 năm 2023 đạt gần 7%, cho thấy những tín hiệu cải thiện của sự tăng trưởng. Nhưng để đạt mục tiêu 14% thì theo ý kiến của các chuyên gia kinh tế, rất cần những giải pháp quyết liệt đồng bộ và đột phá hơn nhằm giải tỏa phần nào nghịch lý thừa thiếu vốn đang tồn tại. Thời gian qua, dòng vốn đầu tư nước ngoài FDI của Việt Nam vẫn chủ yếu đến từ các nước châu Á, trong khi dòng vốn từ Mỹ, Liên minh châu Âu EU vẫn còn chưa được như kỳ vọng. Theo bài viết trên báo Thời Nay, việc nâng cao chất lượng nguồn vốn FDI thu hút công nghệ cao đang trở nên bức thiết. Số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy Việt Nam đã thu hút đầu tư nước ngoài từ 142 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Các tập đoàn công nghệ lớn như Intel, Apple, Google, Boeing đang nghiên cứu đầu tư mở rộng chuỗi cung ứng tại Việt Nam nhằm bảo đảm tính ổn định trong dài hạn của toàn chuỗi. Sản xuất xanh, xuất khẩu xanh, tiêu dùng xanh đã và đang trở thành xu hướng phát triển trên toàn cầu. Tuy nhiên, báo Đại Đoàn Kết đăng tải ý kiến của đại diện một số doanh nghiệp cho biết nhiều chính sách vẫn chưa đủ để thúc đẩy hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp tái chế, công nghiệp môi trường. Chính vì vậy, quá trình xanh hóa của doanh nghiệp gặp không ít thách thức. Do đó, cùng với doanh nghiệp, nhà nước cần có những chính sách hỗ trợ đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp tái chế và xác định đây là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất thúc đẩy quá trình chuyển đổi hướng đến nền kinh tế tuần hoàn bằng cách quản lý chất thải như là một nguồn tài nguyên có giá trị. Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, dự kiến tại kỳ họp thứ 6 khai mạc đầu tuần tới, Quốc hội sẽ xem xét và cho ý kiến về lộ trình cải cách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Chung quanh vấn đề này, tiến sĩ Bùi Sĩ Lợi, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội cho rằng, xét một cách tổng thể thì việc tăng lương thời gian qua chưa mang lại sự thay đổi lớn về tiền lương của 1,7 triệu người hưởng lương từ ngân sách. Do vậy, việc cải cách tiền lương dự kiến từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 là thời điểm phù hợp, chín muồi vì đã lùi thời gian cải cách ít nhất 2 lần kể từ năm 2020. Trong 9 tháng đầu năm 2023, số lao động rút bảo hiểm xã hội một lần ở Vĩnh Long tăng đột biến gần 45% so với cùng kỳ năm 2022. Trao đổi với báo Lao Động, đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long cho rằng người lao động hãy cân nhắc, nghĩ đến các quyền lợi được hưởng chế độ hưu trí khi hết tuổi lao động. Nhất là trong thời gian tới đây, người lao động dễ dàng được tiếp cận và thụ hưởng lương hưu khi mà nhà nước sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm và xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng nhằm tạo điều kiện tối ưu cho người lao động. Không chỉ những bệnh viện tuyến trên lâm vào cảnh xuống cấp, nhếch nhác, mà nhiều bệnh viện tuyến quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đang hàng ngày oan mình phục vụ người bệnh khi cơ sở vật chất ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Phản ánh vấn đề này, báo Sài Gòn Giải Phóng số ra hôm nay có bài viết Gian nan sửa chữa mở rộng bệnh viện. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Tăng Trí Thượng, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, nhiều dự án phát triển cơ sở hạ tầng và trang thiết bị của các đơn vị trực thuộc ngành y tế thành phố đã chính thức được bổ sung với tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng. Trong đó, 3 bệnh viện đa khoa khu vực đang xây dựng cơ sở hạ tầng được thành phố chấp thuận thông qua các dự án mua sắm trang thiết bị tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng một bệnh viện. Cách đây khoảng 10 năm, Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hà Nội, Bộ Xây dựng đã đưa ra đề xuất di rời một số trường đại học khỏi nội đô, nhưng đến nay chưa thực hiện được. Bài viết trên báo Giáo dục và Thời đại cho rằng một trong những nguyên nhân chính khiến cho đề xuất này bị chậm tiến độ là do thiếu quỹ đất, nguồn lực, cơ chế và sự quyết tâm của các trường.
Thực tế cho thấy quy hoạch di rời để giảm tải cho trung tâm đô thị một cách hợp lý là việc cần làm. Hiện 4 quận lõi của thành phố Hà Nội có tới 26 trường đại học. Tuy nhiên, để di rời, cần xây dựng khu đô thị đại học đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đồng bộ về cơ sở vật chất và công nghệ. Những thông tin của tiểu mục điểm báo cũng đã kết thúc chương trình Chào ngày mới của Truyền hình Nhân dân. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.